lên đơn một cây 2020. Ông anh mình ở huyện nào anh? Em là Cầm Kê, Phú Thọ. À, Phú Thọ hả? À. Anh tên gì? Thanh niên đấy. À, ok, đi ô tô vào hả? Em ở trên Bình Dương, thành phố Bình Dương. Trên Sài Gòn xuống đây ha. Rồi mua về Phú Thọ ha. Một con Kubota DC70 đời 2020 nha. Rồi cảm ơn ông chủ ủng hộ đuổi đầu giờ chiều nha. Dạ vâng. Đây con này anh lấy thì xe đời 2020 nha anh em. Tình trạng chuẩn Gin 3 ha, hộp số với bơm thì bên đây bao kiểm tra lại. Rồi gắn hàm sao anh em coi thử coi nó còn được không. Em thấy là khá là ổn luôn á. Còn bùn lúa do là 20 chưa là chưa lên chữ 7 nha, 21 là chữ 7 nha anh em. Rồi thớt thùng còn rất là thẳng ha. Động cơ nguyên bản nguyên xi. Đây nội cho anh em coi. Không ra tí khói thừa nào hết nha. Rồi thùng thớt rất là thẳng nè. Đời 2020 nha anh em. Để mở tủ lạnh ra. Mở tủ lạnh ra cái gì ơi. Gì mở tủ lạnh ra cái. Em mở cái nắp thùng bên đây ra cho anh em xem. Chân cải sắc xi xe này còn ổn luôn nè. Ở trong nó lướt lướt qua nước sơn hết rồi ha. Nhưng mà chân này là ở ngoài là bốn cái đầu gói chưa xét chưa nghỉ gì hết. Đây cái dàn thùng phía trong. Bốn miếng lưới đâu được thay nóc rồi. Cái này mình khỏi phải làm lại ha. Cái này em chỉ nắng lại mấy cái lưới này cho nó thẳng lại tới đây là xong. Còn dàn sàn đây thì em sẽ thay lại cho anh cái sàn khác nha. Rồi quặng zin còn y nguyên à. Đời 2020. Rồi chạy ra sao bảo dưỡng nhanh đi anh. Để giờ chuẩn bị chạy ra sao để sắp sổ bảo dưỡng nè. Ở bên đây em còn được cây 93 với 2 cây 105, trong đó có một cây hàng chạy lướt máy đời 20 thế xịn với một cây này 93 đời 21. À, cây này thì anh em quan tâm thì để anh em giao lưu gần 450 tí thôi ha anh em ha. Rồi ok. Chốt xong ca buổi chiều trong anh nè ha. Ở Phú Thọ vào nha. 2020. Đây là chồng nha. Anh em nhà mình đang có nhu cầu mua máy cài hay máy gặt với xe người gì thì cứ liên hệ cho em ha. Công ty địa chỉ ở Long Hồ Vĩnh Long nha. Cảm ơn em rất nhiều.